Đồ ăn xe cũ. Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với một chiếc xe thương hiệu hạng sang, gầm cao 5 chỗ, giá hợp lý chỉ khoảng 600 triệu, anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay một chiếc Mercedes-Benz GL250 Formatic sản xuất năm 2014, có ngoại thất trắng, nội thất ghế da màu nâu. Xe đang có mặt tại cửa hàng Ngọc Diễn Auto, địa chỉ đơn vị là số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Xe luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục đầy đủ trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi. Đấy, ở phần đầu xe thì những cái chi tiết tính năng an toàn, rửa đèn pha hay là hệ thống cảm biến đèn chiếu sáng, tất cả các chi tiết nó còn hoạt động rất là trơn tru, cam kết rõ trên văn bản là không đâm va, chị và các bạn có thể là an tâm. Một dàn lốp này mới thay, đết lốp là 2021 anh chị nhé. Mâm thì trang bị mâm hợp kim. Với bộ mâm này thì nó trang bị cho anh chị và các bạn kích thước là, với chiếc xe này nó kích thước là 17 inch. Đấy, tổng thể anh chị bạn có thể thấy qua sơn xi bên ngoài của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Ba chủ đi cũng khá là giữ gìn. Bậc lên xuống, rồi là hệ thống đèn hậu phía sau với những bóng được tạo hình với đèn LED. Đuôi xe thì trang bị ống xả hai bên cân xứng kiểu dáng thể thao. Đây là anh chị có thể nhìn qua các chi tiết an toàn ở sau, như là hệ thống cảm biến cam đùi. Cốp của chiếc xe thì sử dụng là hệ thống cốp điện rồi, nên cái việc đóng mở cốp của chiếc xe này nó cũng rất là dễ dàng. Không gian của nó thì cũng khá là rộng rãi anh chị nhé. Có trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý này. Đấy, đây em sẽ đóng lại cho anh chị và các bạn có thể thấy. Đồ nghề, kích lốp, tất cả các thứ vẫn còn đầy đủ. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi vào tham quan về cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem hỗ trợ chi tiết ở những phần nào trên đây thì mình có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác có thể cùng tham quan, theo dõi. Cánh cửa với những phần keo chỉ hay là những phần khóa bảo vệ chống cho trẻ em, hay là những chi tiết bọc da ốp mạ chôm tạo lên cái vẻ nổi bật khi nhìn vào nội thất bên trong. Với hệ thống ghế da của chiếc xe thì trang bị ghế da màu nâu. Không gian ngồi ở hàng ghế thứ hai thì có thể thấy nó thoải mái, ngồi rộng rãi cho 3 người ngồi, trần xe này hay là cửa gió điều hòa trung tâm. Các điểm tổng thể của chiếc xe thì các bác có thể khám phá qua. Đấy, một cái không gian rất là thoáng. Tiến tới không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ cũng sẽ đi vào chi tiết từ những cái phần cánh cửa đi vào, hay để ta cùng có thể tham quan về cái độ hoàn hảo và độ nguyên bản với táp ly của chiếc xe này và những cái chi tiết phím bấm chức năng, hệ thống nhớ ghế, các phím điều chỉnh lên xuống kính, chỉnh gương. Và trong đây là những cái phần ốc bản lề, tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ nguyên bản cao. Đấy, bậc lên xuống này, hệ thống ghế ngồi. Bên phụ của chiếc xe này thì nó cũng vẫn được trang bị cho anh chị và các bạn như là ghế chỉnh điện cũng như là nhờ ghế 3 vị trí. Xe thì cũng có trang bị một cái màn hình cỡ nhỏ cùng với các phím điều chỉnh chức năng ở bên đây, giúp cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng thao tác. Phím của chiếc xe nó bố trí cũng rất là gọn gàng. Với cần số của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua ở phần sau vô lăng đây. Nó trang bị là cần số sau vô lăng, có lấy chuyển số thể thao cũng như là các phím điều chỉnh chức năng. Đấy, với cái cần số của chiếc xe Mercedes-Benz thì nó sẽ trang bị hộp số tự động là 7 cấp, nên cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng rất là ổn định, mượt mà. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham quan. Với cái khối động cơ của chiếc xe, nó sử dụng khối động cơ máy 2.0. Lên di chuyển ở trong các cung đường nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái tốt. Nhờ cái hệ dẫn động Formatic, nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn có thể vượt mọi địa hình một cách dễ dàng. Đây là những cái chi tiết về phần máy móc của chiếc xe. Với những cái đời của Mercedes-Benz GLK thì nó khá là lành, do cái công nghệ của chiếc xe này thì nó cũng chưa phải là nhiều option như những các phiên bản mới hiện tại đây.
nên cái độ lành của chiếc xe thì cũng được đánh giá khá là cao. Mercedes-Benz GLK 250 4MATIC sản xuất năm 2000, chiếc lề sản xuất 2014, hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá trong khoảng 600 triệu. Chi tiết cụ thể là thông tin các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.